giảm béo tại Anh Dính Spa. Giảm béo bằng phương pháp thông kinh lạc, bấm huyệt toàn thân theo nguyên tắc bấm huyệt, tác động trực tiếp lên dạ dày, điều chỉnh lại quá trình trao đổi chất của các cơ quan nội tạng hệ tiêu hóa. Thành dạ dày được co nhỏ một cách tự nhiên, từ đó cơ thể tự thanh lọc quá trình trao đổi chất, chỉ hấp thu các dưỡng chất có lợi, hạn chế việc dung nạp và chuyển hóa năng lượng thành mỡ dư thừa. Massage Body Thái Lan. Với nhiều năm kinh nghiệm và học tại Thái Lan, Anh Yến Spa sẽ mang đến cho khách hàng những phút giây thư giãn nghỉ ngơi bằng các động tác massage cùng với tinh dầu Thái Lan. Dịch vụ triệt lông. Spa triệt lông bằng công nghệ mới ra đời, ánh sáng laser giúp phá hủy các nang lông bằng năng lượng cao, khiến làn da của bạn sau liệu trình 3 đến 4 lần trở lên sáng mịn hơn. Ngoài ra còn loại bỏ việc viêm lỗ chân lông. Tắm trắng. Sử dụng sản phẩm cũng như công nghệ mới nhất của Nhật Bản, sau 4 bước: tẩy da chết, hấp tinh chất sữa non, hấp kem dưỡng trắng collagen, bước cuối cùng pha tinh chất dưỡng toàn thân. Liệu trình sau 10 buổi, spa cam kết khách hàng sẽ có làn da trắng mịn lên 4 đến 5 tông, khách không cần đập kem, không hồi da. Chăm sóc da mặt cơ bản đến chuyên sâu với đội ngũ nhân viên 3 năm trở lên, sản phẩm hoàn toàn nhập khẩu, an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Hotline 0981991988.